Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới địa danh Kinh Hoàng. Zelensky đã có mặt tại Bucha cùng với Thủ tướng Denis Shimho và một số đại sứ nước ngoài để kỷ niệm 2 năm ngày khu vực này được giải phóng khỏi lực lượng Nga. Trang web của Tổng thống cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine đã đặt đèn tại bức tường tưởng niệm của thị trấn. Tượng đài ghi tên 509 thường dân cho đến nay đã được xác định danh tính trong số những người thiệt mạng trong thời gian xâm lược kéo dài hơn một tháng. Cái tên Bucha đã gợi lên sự tàn bạo của quân đội Mặc Tư Khoa kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Quân đội Ukraine đã chiếm lại thị trấn này 2 năm trước và đã tìm thấy thi thể của đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên đường phố, trong vườn và nhà cửa, cũng như được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể. Một số thi thể có dấu hiệu bị tra tấn. Phát biểu nhân kỷ niệm ngày giải phóng Bucha, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói về cuộc chiến của Ukraine với Nga. Đây là cuộc chiến vì quyền sinh tồn của nhà nước chúng ta, cũng như quyền sống của mọi người. Đây là cuộc chiến vì phẩm giá của dân tộc chúng ta và mỗi quốc gia đang tìm kiếm vận mệnh của riêng mình. Thi thể của người dân chúng tôi được tìm thấy trên đường phố Bucha đã chứng minh rằng không ai trên thế giới có thể tránh xa trận chiến này, Tổng thống Zelensky nói. Bởi vì chính ở đây, ở Ukraine, thông qua việc bảo vệ người dân, cuộc sống và nhà nước của chúng tôi, nhân loại đang chiếm ưu thế. Để gây ra những cuộc xâm lược chống lại người khác như vậy, trước tiên Nga đã hủy hoại đạo đức của chính mình và biến bạo lực và hận thù thành ý thức hệ của mình. Những hệ thống như vậy không tự động dừng lại. Chúng phải bị buộc dừng lại bằng vũ lực, đoàn kết ngăn chặn họ. Sự quyết tâm và hiểu biết về những gì họ muốn tiêu diệt chính là điều ngăn cản họ. Tôi cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới đã thực sự giúp đỡ chúng tôi. Елітних десантно-штурмових військ. Я жінка, я мати, і я до останнього кроку, до останнього подиху, до перемоги буду захищати майбутнє наших дітей, нашу країну. Zelensky cách chức trợ lý cao cấp trong cuộc cải tổ đang tiếp diễn. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Zelensky fires senior aide in continuing reshuffle. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã cách chức một trợ lý lâu năm và một số cố vấn vào hôm thứ Bảy, trong một cuộc cải tổ tiếp tục các cấp bậc cao nhất ở Kyiv. Zelensky đã cách chức trợ lý hàng đầu Sergei Shafer khỏi vị trí trợ lý thứ nhất nơi ông đã phục vụ từ năm 2019, theo một tuyên bố ngắn gọn được đưa ra hôm thứ Bảy. Theo các phương tiện truyền thông, Tổng thống Ukraine cũng sa thải 3 cố vấn cũng như 2 đại diện của Tổng thống giám sát các hoạt động tình nguyện và quyền lợi của binh sĩ. Không có lời giải thích nào được đưa ra cho những thay đổi mới nhất trong cuộc cải tổ nhân sự trên diện rộng trong những tháng gần đây. Các động thái hôm thứ Bảy diễn ra sau vụ cách chức Oleksiy Danilov, người từng giữ chức thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia vào thứ Ba. Người thay thế Danilov là Oleksandr Litvinenko, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine. Tháng trước, Zelensky đã loại bỏ Valery Zaluzhny khỏi vị trí nhà lãnh đạo lực lượng vũ trang. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh hồi đầu tháng này. Trong khi đó, lực lượng không quân Ukraine hôm thứ Bảy cho biết Nga đã phóng 12 máy bay không người lái Sahi trong đêm, 9 chiếc trong số đó đã bị bắn hạ và bắn 4 hỏa tiễn vào miền đông Ukraine. Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong các bài đăng trên mạng xã hội rằng Nga đã tiến hành một loạt 38 hỏa tiễn, 75 cuộc không kích và 98 cuộc tấn công từ nhiều bệ phóng hỏa tiễn trong 24 giờ qua. Công ty năng lượng Ukraine, Centrinico, hôm thứ Bảy thông báo rằng nhà máy nhiệt điện Zmi, một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở khu vực phía đông Kharkiv, đã bị phá hủy sau cuộc pháo kích của Nga vào tuần trước.
hãng tin AP đưa tin, lịch trình cắt điện vẫn được áp dụng cho khoảng 120.000 người trong khu vực, nơi 700.000 người đã bị mất điện sau khi nhà máy bị tấn công vào ngày 22 tháng 3. Gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây thiệt hại đáng kể ở một số khu vực. Các quan chức ở vùng Poltava hôm thứ Bảy cho biết, đã có một số vụ tấn công vào một cơ sở hạ tầng mà không nêu rõ liệu đó có phải là cơ sở năng lượng hay không. Thủ tướng nói các cơ sở năng lượng ở 6 khu vực Ukraine bị tấn công. Thủ tướng Ukraine Denis Mykhol cho biết trong một tuyên bố rằng các cơ sở năng lượng ở 6 khu vực của Ukraine đã bị tấn công trong các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga. Nhà điều hành mạng lưới điện Ukraine Nego cho biết hôm thứ Sáu rằng cuộc tấn công cường tập của Nga đã tấn công các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền Trung và miền Tây Ukraine. Smile cho biết Ukraine cần nhiều hệ thống phòng không hơn để bảo đảm cơ sở hạ tầng quan trọng và bảo vệ người dân. Công ty dầu khí Naftogaz của nhà nước Ukraine cũng cho biết các cơ sở của họ đã bị tấn công vào sáng thứ Sáu. Các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các cơ sở của tập đoàn Naftogaz nhưng không có thiệt hại nghiêm trọng. Tổ chức này cho biết trong một tuyên bố và không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cố vấn Zelensky đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về đại chiến. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Zelensky Advisor Issues Anonymous Warning About Greek War. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một cố vấn chính phủ Ukraine cho biết cần có thêm viện trợ quân sự của Mỹ cho Kyiv để ngăn chặn cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin biến thành một cuộc chiến đại chiến giữa Nga và phương Tây. Kyiv đã nhiều lần cảnh báo rằng sự chậm trễ trong viện trợ của phương Tây sẽ mang lại lợi thế cho Putin trên chiến trường. Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với The Washington Post rằng việc Quốc hội Mỹ trì hoãn gói quân sự trị giá 60 tỷ Mỹ kim là rất tốn kém. Ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn rằng không có sự hỗ trợ của Mỹ có nghĩa là Ukraine không có hệ thống phòng không, hỏa tiễn Patriot hoặc thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, đồng nghĩa với việc lực lượng của Kyiv sẽ phải rút lui từng bước. Ông nói thêm rằng nếu Ukraine sụp đổ, Putin sẽ chia thế giới thành bạn và thù của Nga. Cố vấn nội vụ Ukraine Anton Churashenko đã chia sẻ cuộc phỏng vấn của Zelensky trên X. Ông đã tóm tắt và viết, có vẻ như đại chiến mới thực sự đã bắt đầu. Cuộc chiến sẽ không chỉ giới hạn ở lãnh thổ Ukraine. Gần như rõ ràng là các nước phương Tây sẽ tham gia và Nga sẽ phải chiến đấu trên nhiều mặt trận. Putin sẽ không dừng lại, Churashenko nói. Ông nói rằng, viện trợ của Mỹ cho Ukraine là vấn đề danh tiếng và lưu ý những bình luận của Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp rằng việc Mỹ rút lại sự hỗ trợ cho Kyiv sẽ cho phép Trung Quốc miêu tả Mỹ là một đối tác không đáng tin cậy. Tuy nhiên, Churashenko nói, các nước phương Tây vẫn có thể ngăn chặn cuộc chiến tranh vĩ đại này sắp xảy ra, chỉ còn rất ít thời gian để thay đổi tiến trình lịch sử. Lãnh đạo các nước NATO như Ba Lan và Đan Mạch đã dự đoán Putin sẽ tấn công liên minh này trong vòng 3 đến 5 năm tới. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết các chỉ số kinh tế và quân sự cho thấy Nga đang tìm kiếm một cuộc chiến với liên minh có thể diễn ra trong thời gian ngắn hơn so với các nhà phân tích dự đoán. Tuy nhiên, trong bối cảnh phương Tây lo ngại rằng tham vọng của Putin vượt ra ngoài Ukraine, Trung tướng Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO hôm thứ Sáu cho biết, mặc dù liên minh này phải chuẩn bị cho sự leo thang trong tương lai, nhưng tôi không nghĩ rằng có mối đe dọa trực tiếp. Ở những nơi khác trong cuộc phỏng vấn của Zelensky với Post, Tổng thống Ukraine xác nhận Washington đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Kyiv vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Nga, nói rằng phản ứng của Mỹ không tích cực. Ông lập luận rằng, thay vì có hệ thống phòng không hiệu quả, cách duy nhất Kyiv có thể hạn chế các cuộc tấn công của Mặc Tư Khoa vào các cơ sở năng lượng của Ukraine là gây thiệt hại tương tự cho các cơ sở của Nga. Điều này đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp dầu cho chiến tranh và xuất khẩu. Thật công bằng, ông nói, khi kêu gọi sử dụng hỏa tiễn tầm xa Attackams 300 có thể tấn công các mục tiêu ở Crimea bị Nga tạm chiếm, đặc biệt là các phi trường mà Mặc Tư Khoa sử dụng để phóng máy bay mang hỏa tiễn dẫn đường chính xác tấn công các mục tiêu ở Ukraine.
Nga tuyên bố đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và sản xuất khí đốt của Ukraine ngay trong lễ phục sinh. Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết, lực lượng không quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và ngành công nghiệp khí đốt của Ukraine. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, họ đã sử dụng vũ khí trên không tầm xa có độ chính xác cao và máy bay không người lái. Hậu quả của cuộc tấn công này là hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng liên quan đến sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị và đạn dược đã bị gián đoạn. Tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Các đối tượng được giao đều bị trúng đạn, Konashenkov cho biết. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv chiều Chủ nhật 30 tháng 3, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 16 hỏa tiễn và 11 máy bay không người lái trong một cuộc không kích trong đêm. Cô cho biết lực lượng không quân đã bắn hạ được 9 máy bay không người lái và 9 hỏa tiễn. Thống đốc vùng Odessa của Ukraine, Oleg Kipper, cho biết hàng ngàn người ở khu vực Odessa của Ukraine đã tạm thời bị mất điện sau khi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái của Nga bị bắn rơi, gây ra vụ cháy tại một cơ sở năng lượng. Ditech, nhà điều hành điện tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, khoảng 170.000 ngôi nhà bị mất điện tạm thời sau vụ tấn công. Người bạn của Putin dự đoán cuộc tấn công hạt nhân có rất nhiều khả năng sẽ xảy ra. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin Friends Predicts Nuclear Strike Most Likely Coming. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trong bối cảnh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra, Viktor Medvedchuk, bạn của Putin, gần đây đã dự đoán rằng một cuộc tấn công hạt nhân rất có thể sẽ xảy ra. Putin và các quan chức cao cấp của Nga đã nhiều lần đe dọa leo thang hạt nhân chống lại Kyiv và các đối tác phương Tây kể từ khi Mạc Tư Khoa tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong bài phát biểu quốc gia thường niên của Putin vào tháng trước, ông đã cảnh báo rằng các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn. Ông cũng cảnh báo rằng thực sự có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu các quốc gia phương Tây gửi quân tới Ukraine, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất vào tháng trước. Putin nói thêm rằng, các quốc gia phương Tây phải nhận ra rằng chúng ta cũng có vũ khí để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tất cả điều này thực sự đe dọa một cuộc xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt của nền văn minh. Họ không hiểu điều đó sao? Tuy nhiên, Macron dường như không tích cực tiến hành theo những bình luận trước đó của mình vào đầu tháng này về việc gửi quân tới Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông tin tức Novinky.cz của Tiệp, ông Macron nhấn mạnh Pháp không tích cực xem xét việc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine. Ông nói, trả lời một câu hỏi về việc gửi quân, tôi nói rằng không có gì là không thể. Điều này không có nghĩa là chúng tôi đang xem xét khả năng gửi quân đội Pháp tới Ukraine trong tương lai gần. Nhưng chúng tôi đang bắt đầu thảo luận và suy nghĩ về mọi thứ có thể làm để hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là trên lãnh thổ Ukraine. Hôm thứ Sáu, theo hãng thông tấn Nga TASS, chính trị gia thân Nga Medvedchuk, người bị đẩy sang Nga vào năm 2022 để đổi lấy tù binh chiến tranh Ukraine, đã dự đoán rằng một cuộc tấn công hạt nhân rất có thể sẽ xảy ra khi phương Tây tiếp tục khẳng định vị thế của mình và quyền thống trị toàn cầu. Nếu phương Tây tập thể tiếp tục khẳng định quyền thống trị toàn cầu của mình, nguồn nhân lực của Ukraine sẽ không đủ trong mọi trường hợp. Nếu chúng ta tiếp tục chính sách chiến tranh đến cùng, sớm hay muộn, quân đội nước ngoài sẽ phải được đưa vào và rất có thể cuối cùng chúng ta sẽ xem xét tấn công hạt nhân, ông nói. Tuy nhiên, Medvedchuk không loại trừ khả năng các nước ngoài Âu Châu có thể tham gia nếu xung đột mở rộng. Rõ ràng là thế giới Ả Rập đang bị lôi kéo vào cuộc chiến, và sau đó Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ tham gia vì họ không có vấn đề gì với binh lính. Điều này xảy ra khi các nhà lãnh đạo phương Tây bao gồm Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã liên tục cảnh báo rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO là không thể tưởng tượng được vì nguy hiểm của vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Putin và Điện Cẩm Linh từ lâu đã coi cuộc chiến với Ukraine là một cuộc chiến phủ đầu nhằm vào tập thể phương Tây.
phương Tây đã tính toán sai lầm và đi vào lập trường và quyết tâm vững chắc của những người dân đa quốc gia của chúng ta. Ông Putin nói với các quan chức chính phủ, các thành viên quốc hội và các nhân vật xã hội dân sự hàng đầu trong bài phát biểu thường niên của mình. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo NATO, đặc biệt là ở biên giới dài của Liên minh với Nga, đang ngày càng cảnh báo rằng xung đột trực tiếp với Mạc Tư Khoa là một mối nguy hiểm thực tế, cho thấy phương Tây có từ 3 đến 10 năm để chuẩn bị cho chiến tranh. Tuy nhiên, Putin mô tả những cảnh báo như vậy là vô nghĩa. Đồng thời, chính họ cũng đang lựa chọn mục tiêu để tấn công lãnh thổ của chúng tôi. Nhà lãnh đạo Nga nói khi đề cập đến tiết lộ của Scholz rằng quân nhân Anh và Pháp đang giúp Ukraine nhắm vào các vị trí của Nga bằng hỏa tiễn hành trình Storm Shadow Scud. Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại của hạm đội hắc hải của Nga sau thành công của Kyiv. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Satellite image show Russian Black Sea Fleet damage after Kyiv success. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Hình ảnh vệ tinh được các quan chức quốc phòng Anh chia sẻ đã cho thấy mức độ thiệt hại do cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào các mục tiêu của hạm đội hắc hải của Nga. Mặc dù chỉ có một lực lượng hải quân nhỏ, nhưng Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn và thuyền không người lái của hải quân để chống lại hải quân Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Vladimir Putin. Những cuộc tấn công này đã gia tăng tần suất trong những tháng gần đây khi nước này dường như đang thực hiện một trong những mục tiêu của cuộc chiến nhằm giành lại Crimea, nơi Putin đã sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công vào ngày 24 tháng 3 4 tàu lớn của Nga, bao gồm 3 tàu đổ bộ lớp Rapucha và một tàu trinh sát đang neo đậu tại Sevastopol. Thì giúp cho biết, một trung tâm liên lạc và cơ sở hạ tầng khác ở thành phố cảng cũng bị tấn công mà không nêu rõ mục tiêu tấn công như thế nào. Một quan chức do Mạc Tư Khoa bổ nhiệm tại thành phố cho biết đã có một cuộc không kích lớn của Ukraine, nhưng lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 10 hỏa tiễn. Bộ Quốc phòng Anh đã đăng trên X những bức ảnh mà họ cho là cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công và so sánh trung tâm liên lạc của hạm đội hắc hải của Nga với hình ảnh của nó vào ngày 1 tháng Giêng. Một hình ảnh từ ngày 24 tháng 3 cho thấy cấu trúc của một tòa nhà bị hư hại, trong đó có một phần sập mái nhà. Thiệt hại vụ nổ cũng có thể được nhìn thấy trên hai tòa nhà khác. Một hình ảnh khác cho thấy thiệt hại gây ra cho 3 tàu đổ bộ. Trong bản cập nhật của mình, các quan chức quốc phòng Anh cho biết các cuộc tấn công như thế này đã buộc Nga phải di chuyển các lực lượng hải quân cao cấp hơn từ Sevastopol đến các cơ sở cảng thay thế ở xa hơn về phía đông. Bản cập nhật cho biết, bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm hạn chế tổn thất, Ukraine vẫn tiếp tục chứng tỏ thành công trong việc làm giảm khả năng triển khai sức mạnh của hạm đội hắc hải trong khu vực. Mối đe dọa từ Ukraine đã buộc Mạc Tư Khoa phải chuyển phần lớn hạm đội hắc hải tới Novorossiysk thuộc khu vực Krasnodar của Nga, cản trở khả năng hoạt động của Mạc Tư Khoa ở khu vực phía tây vùng biển này. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết cảng này có cơ sở vật chất kém hơn Sevastopol mà lực lượng Mạc Tư Khoa vẫn phải sử dụng cho một số hoạt động, chẳng hạn như nạp lại hệ thống hỏa tiễn Kalibr trên tàu. Trong một đánh giá khác trong tháng này, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang sơn các tàu ngầm mồi nhử bên cạnh các bến cảng tại các cảng hắc hải của nước này nhằm ngụy trang chúng trước những người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine. Thông điệp phục sinh của Tổng thống Zelensky: chúng ta tự bảo vệ mình, chúng ta kiên trì chịu đựng, tinh thần của chúng ta không bỏ cuộc, Tổng thống Zelensky nói trong thông điệp phục sinh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trong thông điệp Chủ nhật phục sinh tới người dân Ukraine trên mạng xã hội: không có ngày hay đêm nào mà bọn khủng bố Nga không cố gắng phá hủy cuộc sống của chúng tôi. Nhưng chúng ta tự vệ, chúng ta kiên trì chịu đựng, tinh thần của chúng ta không bỏ cuộc và biết rằng có thể tránh được cái chết, cuộc sống có thể thắng thế, ông nói. Tôi xin gửi lời chào mừng lễ phục sinh hôm nay tới người dân Ukraine và tất cả các Kitô hữu. Đó là một ngày lễ nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của tinh thần sẽ không cho phép bóng tối ngự trị.
Nó sẽ không cho phép ý chí bị lu mờ. Nó đoàn kết các gia đình, quốc gia và lục địa. Ngày nay không có ngày hay đêm nào mà sự khủng bố của Nga không cố gắng phá vỡ cuộc sống của chúng ta. Đêm qua, họ lại bắn hỏa tiễn và máy bay không người lái xa chống lại dân ta. Cầu mong mọi lời cầu nguyện để được bảo vệ khỏi cái ác sẽ được lắng nghe ngày hôm nay. Xin đức tin hiệp nhất mọi tấm lòng nhân hậu và củng cố những người bảo vệ quê hương của mình. Và cầu mong hòa bình thực sự đến gần hơn cho toàn thể Ukraine của chúng ta và tất cả các quốc gia đang phải gánh chịu chiến tranh. Chúc các bạn một lễ phục sinh bình yên. Putin, kẻ chuyên quyền đã đến lúc bộc lộ bộ mặt thật. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin the Autocrat Comes of Age. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Khu phức hợp Kharkiv City ở phía tây bắc Mặt Tư Khoa từng là ngọn hải đăng lấp lánh cho lời hứa của Tổng thống Vladimir Putin về sự thoải mái và ổn định. Một khu phức hợp mua sắm và giải trí hào nhoáng do tỷ phú Aras Agalarov xây dựng. Đây là địa điểm để Donald Trump đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2013. Ngày nay, bộ xương cháy đen của phòng hòa nhạc là một minh chứng âm ỉ cho chủ nghĩa cực đoan lấy cảm hứng từ nước ngoài và sự ngu dốt cố ý của quê hương. Vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Nga trong hai thập kỷ đã khiến Putin đi được nửa chặng đường chiến thắng sau bầu cử. Vài ngày trước, ông đã được đám đông vẫy cờ trên quảng trường đỏ cổ vũ và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ một nhóm nhân vật ưu tú trong sảnh đường St. Andrew, sang trọng của Điện Cẩm Linh. Thông điệp của ông gửi tới các nhóm khác nhau là một và giống nhau, rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến lịch sử chống lại Ukraine và để giành chiến thắng, chắc chắn là như vậy, sự thống nhất hoàn toàn là điều tối quan trọng. Sự hiểu biết về đối phương cũng vậy. Trong bài phát biểu trước Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, ông Putin đã bác bỏ cảnh báo của Mỹ về một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra là tống tiền hoàn toàn và có ý định đe dọa và gây bất ổn cho xã hội của chúng ta, đồng thời yêu cầu các điệp viên của ông tập trung vào việc tìm kiếm những kẻ phản bội. Phải mất 19 giờ sau khi các tay súng tấn công Kharkiv giết chết ít nhất 140 người, Putin mới có bài phát biểu trên truyền hình. Vào thời điểm đó, nhóm nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố vụ tấn công là của chính mình, cung cấp những đoạn phim trực tiếp khủng khiếp làm bằng chứng. Tuy nhiên, ông Putin không nhắc một lời đến tên nhóm này. Ông nói một cách chung chung về chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Ông cho biết 4 nghi phạm đã bị bắt khi đang cố gắng trốn sang Ukraine, so sánh họ với Đức Quốc xã và thề sẽ trả thù những kẻ dẫn đường họ. Ông nói, nhiệm vụ chung của chúng ta bây giờ, những người đồng đội ở mặt trận, tất cả công dân của đất nước này là sát cánh cùng nhau trong đội hình thống nhất. Ở một thiên hà khác, cuộc tấn công tàn khốc có thể coi là lời cảnh tỉnh cuối cùng đối với Nga và đẩy nước này ra khỏi quỹ đạo hủy diệt hiện tại. Nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy rằng, thay vào đó, Putin sẽ định hình câu chuyện về tội ác tàn bạo cho phù hợp với kế hoạch của chính ông, với tư cách là tổng tư lệnh chuyên quyền đầu tiên trong lịch sử nước Nga hiện đại. Kể từ khi Putin lên nắm quyền cách đây 1/4 thế kỷ, mọi cuộc bầu cử đều được coi là kém tự do và công bằng hơn những cuộc bầu cử trước đó. Nhưng cuộc bỏ phiếu vào tháng 3 này bị người giám sát bầu cử độc lập Roglov tố cáo là sự giả mạo thuần túy, là một bước nhảy vọt về chất trong hành trình leo thang hướng tới chế độ chuyên chế của Nga. Nhiều tháng trước sự kiện này, nhiều phương tiện truyền thông độc lập đã đưa tin rằng chính quyền Tổng thống đã chỉ thị cho các quan chức khu vực bảo đảm Putin sẽ nhận được khoảng 80% số phiếu bầu. Con số đó sẽ vượt trội hơn kết quả cuối cùng của ông vào năm 2018 và củng cố tuyên bố của ông rằng phần lớn người Nga ủng hộ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine của ông. Trước những cuộc biểu tình khác nhau nhưng dai dẳng trong những tháng gần đây, nó cũng có thể đã kéo uy tín của Putin lên đến đỉnh điểm. Nhưng thay vì những cuộc biểu tình đó đóng vai trò như một chiếc thắng tự nhiên chống lại sự giả mạo, hàng ngàn người Nga xuống đường bất chấp lệnh cấm, bộ máy nhà nước của Putin dường như vẫn đi theo hướng bình thường khi trao cho ông 87%. Kết quả đó diễn ra một tháng sau cái chết bất ngờ của đối phương số 1 của Putin, Alexei Navalny, không chỉ cho thấy sự vắng mặt của bất kỳ phe đối lập đáng kể nào,
nó còn truyền đạt cho người ta thấy sự vắng mặt của bất kỳ sự phản đối nào. Như tiêu đề trên trang nhất của tờ báo lá cải ủng hộ Điện Cẩm Linh, Moskovsky Komsomolets đã tóm tắt những độc giả theo bản năng không nắm bắt được giáo điều đằng sau con số Nga là Putin. Bài báo tiếp tục cho biết, bây giờ người ta đã công nhận và chính thức chứng minh rằng không thể có sự phản đối nào hoặc thậm chí không có dấu hiệu nào về điều đó đối với Tổng thống. Nó cũng đánh dấu sự đoạn tuyệt dứt khoát với một kỷ nguyên mà Điện Cẩm Linh cố gắng duy trì vẻ ngoài dân chủ được quản lý cẩn thận trước sự phô trương quyền lực trắng trợn của Putin. Đối với Temu Umanov, cảm giác như ở nhà, anh nói với Politico trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại từ Tashkent, Uzbekistan. Những gì diễn ra ở Nga không khác với những chuyện ở Uzbekistan. Trên Telegram, chuyên gia Trung Á và đồng nghiệp tại Trung tâm Á-Âu Carnegie Russia đã so sánh kết quả áp đảo của Putin với kết quả của các nhà lãnh đạo chuyên quyền ở nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Tỷ số chiến thắng của Putin xếp sau các nhà lãnh đạo Azerbaijan 92-12 và Tajikistan 90-92, nhưng lại dẫn trước Alexander Lukashenko của Belarus 80-20. Umarov nói rằng Putin ngày nay khiến ông nhớ đến người đàn ông mạnh mẽ của Uzbekistan là Islam Karimov, được bầu với kết quả 90-39% vào năm 2015. Người đã bám lấy quyền lực trong gần 3 thập kỷ bằng cách tập trung mọi quyền kiểm soát và đàn áp tàn nhẫn những người bất đồng chính kiến. Nhưng điều đó cũng khiến ông phải chịu niềm tin ảo tưởng về tình hình sự việc ở đất nước mình vì cấp dưới sợ chia sẻ bất kỳ thông tin nào có thể bị coi là tiêu cực, Umarov nói. Ông nói thêm rằng mặc dù có những điểm tương đồng rõ ràng giữa các chế độ chuyên chế ở các nước Trung Á và Nga ngày nay, nhưng cũng có một sự khác biệt quan trọng. Phát biểu vài ngày trước vụ tấn công khủng bố Krakow, ông nói rằng các quốc gia này đã không tuyên bố kết quả cao ngất trời như vậy sau một nỗ lực đảo chính. Một lãnh đạo phe đối lập cực kỳ nổi tiếng chết trong tù, người dân ra đường biểu tình hoặc một cuộc chiến khiến chính phủ đất nước đang căng thẳng. Hai ngày sau vụ tấn công, một Putin tự tin hơn lại xuất hiện trên truyền hình. Lần này ông nói về những người Hồi giáo cực đoan đã hành động theo chỉ dẫn của chế độ Kyiv Tân Quốc xã. Đến lúc đó, những người tuyên truyền của ông ta đã tìm ra thủ phạm ở Ukraine, Anh và Mỹ, những quốc gia mà họ cho rằng đã sử dụng những kẻ Hồi giáo cực đoan để che đậy dấu vết của mình. Nhân vật truyền hình nổi tiếng Tina Kandelaki viết, trong sâu thẳm, phương Tây luôn coi thường chúng tôi và cảm thấy một mối hận thù gần như muốn chết. Một nhà bình luận trên đài truyền hình nhà nước Nga mô tả vụ tấn công mang dấu ấn của chủ nghĩa phát xít Âu Châu. Một nhà báo khác cáo buộc các đặc vụ nước ngoài, một thuật ngữ dùng để bêu xấu những người Nga chỉ trích Điện Cẩm Linh đứng đằng sau vụ việc. Điều đó phù hợp với xu hướng mà những người phản đối Điện Cẩm Linh hoặc những người có lối sống khác bị coi là những kẻ khủng bố và cực đoan. Sự kết hợp các thuật ngữ mà hiện nay nhiều người cho rằng có thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công Krakow bằng cách đánh lạc hướng các cơ quan an ninh. Alexander Verkhovsky thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa Cực đoan SOVA cho biết, những người có nhiệm vụ giám sát những kẻ khủng bố tiềm năng cũng đã giải quyết các trường hợp những người bị buộc tội biện minh cho khủng bố để bảo vệ Ukraine hoặc đàn áp những người thuộc một số tôn giáo thiểu số. Trò chơi đổ lỗi đi kèm với một khao khát trả thù không che giấu. Đoạn phim về các tay súng bị nghi ngờ cho thấy họ bị tra tấn bởi những người có vẻ như là lực lượng dân quân đã được các nhân vật truyền thông hàng đầu của Điện Cẩm Linh lưu hành rộng rãi. Một trong những nghi phạm được quay phim bị cắt tai và nhét nó vào miệng. Một blogger sau đó đã đem con dao dính máu ra bán đấu giá. Một nghi phạm khác dường như bị mất một mắt và được đưa đến tòa trong tình trạng gần như bất tỉnh trên xe lăn. Tất cả những điều đó dường như được thiết kế để đánh lạc hướng khỏi bất kỳ cuộc thảo luận công khai nào về trách nhiệm thực sự đối với những thất bại dường như đã góp phần vào sự tàn bạo và phạm vi của nó, bao gồm cả những bước đi sai lầm của tình báo, phản ứng chậm chạp của cảnh sát và những cánh cửa bị khóa khiến những người tham dự buổi hòa nhạc không thể trốn thoát. Động lực kiểm soát câu chuyện còn tiến xa. Ở một số nơi, chính quyền địa phương đã chỉ thị cho công chức đặt hoa và thăm các khu tưởng niệm tạm bợ, giống như họ đã ra lệnh bỏ phiếu sớm hơn trong tháng này. Bất chấp sự đoàn kết rộng rãi và tự phát trên khắp đất nước, có lẽ khiến điều đó trở nên không cần thiết. Nhưng cuộc tấn công đã vạch trần Putin
người mà lời hứa kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine là duy trì trạng thái bình thường, thay vì giải quyết những điểm yếu thực sự của Nga. Bộ máy nhà nước của ông thậm chí còn có động cơ hơn trước để chứng tỏ khả năng kiểm soát toàn diện của mình. Người dân Nga bình thường, chưa kể các nước láng giềng, sẽ phải trả giá. Trong khi đó, những người ủng hộ Putin dường như không hề đau buồn khi bỏ lại nền dân chủ. Sofia Nekrasova, 22 tuổi, người đã bỏ phiếu cho Putin nói với Politico, "Tôi ủng hộ các bầu cử công bằng bất cứ khi nào chúng phù hợp. Nhưng vào thời điểm chúng ta đang chiến đấu chống lại vũ khí và lính đánh thuê phương Tây, đất nước chúng ta không cần dân chủ." Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.